Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Bitcoin ngày hôm nay lại tiếp tục tiến tới 6.000 đô Hôm nay giá đã qua 5.600 đô Và tới thời điểm bây giờ thì chắc các bạn cũng đã nhận được tin là Bitcoin Golden Cross đã xảy ra Và lần cuối cùng Bitcoin đạt được Golden Cross là năm 2015 Nhưng mà nào mà không rành về Golden Cross là gì thì thường cứ làm một cái video trước đây liên quan tới đề tài này các bạn hãy nhìn vào cái link ở phía bên trên đó là cái link video liên quan tới Bitcoin Golden Cross và hôm nay chúng ta sẽ nói về Golden Cross có ý nghĩa như thế nào về mặt giá cả của Bitcoin và đương nhiên là cả thị trường này Bitcoin vẫn là đồng đứng đầu nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư trước hết thường muốn cảm ơn nhà tài trợ của video này đó chính là CoinSwitch CoinSwitch là một dịch vụ trade các đồng khác nhau từ ví của mình không cần phải tự nạp và rút tiền từ các sàn giao dịch các bạn chỉ cần chọn là các bạn cần chuyển đồng nào qua đồng nào và bao nhiêu sau đó thì con switch sẽ cho các bạn chọn thông qua giá giao dịch của sàn nào kế tiếp các bạn để địa chỉ nhận của mình và con sẽ đưa địa chỉ để các bạn gửi tới số đồng của mình mà các bạn muốn đổi qua mô đồng khác sau đó các bạn chờ xác nhận và tiền sẽ về ví của mình con switch là một sự lựa chọn nếu các bạn không muốn cho biết danh tánh không muốn kyc và cũng không muốn đăng nhập dở tiền vào sàn hoặc là lưu trữ tiền trên sàn nếu như các bạn có hứng thú sử dụng con switch thì các bạn có thể thử sử dụng cái link của thượng ở phía dưới Và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Bitcoin ngày hôm nay thì đã đạt được giá cao mới trong vòng 5 tháng vừa qua, từ ngày 18 tháng 1 cho tới bây giờ. Và Golden Cross là một hiện tượng trong phân tích kỹ thuật khi mà cái đường giá trị trung bình ngắn hạn chạm vào cái đường giá trị trung bình dài hạn mà tiếp tục đi lên. Thường thì mọi người sử dụng cái đường giá trị trung bình trong vòng 50 ngọn nến gần đây nhất là đường ngắn hạn và đường giá trị trung bình 200 ngọn nến gần đây nhất là đường dài hạn. Và ngày hôm nay điều này đã xảy ra với đồng Bitcoin Các bạn có thể nhìn vào biểu đồ Và các bạn thấy được là cái đường ngắn hạn Cái đường 50 Có nghĩa là cái đường màu xanh đã chạm vào cái đường màu đỏ Nghĩa là cái đường dài hạn Cái đường 200 Đây là một hiện tượng mà nhiều người tin là dấu hiệu của một thị trường Đi lên về mặt giá cả Lần cuối cùng chúng ta có được hiện tượng Golden Cross này là năm 2015 Và tháng 7 năm 2015 thì chúng ta thấy được Golden Cross diễn ra Nhưng mà lại đi trở xuống Và tháng 10 một lần nữa lại diễn ra và dẫn tới sự tăng trưởng không thể tưởng tượng về giá cả của bitcoin. Bitcoin năm 2015 ở thời điểm tháng 10 là khoảng 250 đô la và tiếp tục tăng trưởng cho đến mức là 20.000 đô cuối năm 2017 mà nhiều bạn biết tới. cho nên các bạn thấy được là tại sao ai cũng xôn xao về cái vấn đề này. Ai cũng hy vọng là kỳ này chúng ta có được một sự tăng trưởng mạnh về mặt giá cả như là năm 2015 tới năm 2017. Thì câu hỏi bây giờ là kế tiếp về mặt giá cả thì Bitcoin sẽ như thế nào? Thì đương nhiên là không ai có thể biết được nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào một số tài liệu trước đây để có được một dự đoán. Thì bây giờ thì nhiều người cho là 6.000 đô sẽ là cái mức kế tiếp của Bitcoin và 6.000 đô thực sự là một vùng rất khó để có thể phá được. Tại sao? Tại vì trong phân tích kỹ thuật thì có một định luật là cái mức hỗ trợ sau khi mà bị phá vỡ thì sẽ trở thành một cái mức cản trở thì cái mức hỗ trợ càng mạnh thì sau này sẽ trở thành cái tường cản trở càng vững chắc. Khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ của đồng Bitcoin thì các bạn cũng đã nhớ là vùng 6.000 đô là vùng hỗ trợ Bitcoin trong thời gian khá dài, gần như là cuối tháng 6 năm 2018 cho đến khoảng chừng là giữa tháng 11 năm 2018 thì mới bị phá vỡ và khi đó Bitcoin đột ngột đi xuống và chỉ còn khoảng 3.000 đô, nghĩa là đã bị mất đi 50%. Vì cái lý do là 6.000 đô là vùng hỗ trợ khá vững chắc trước đây, cho nên bây giờ ai cũng cho đó là một vùng cản trở rất khó phá. Về mặt phân tích kỹ thuật thì các bạn cũng đã biết là cái số đông thì đều cùng nhau nhìn vào một biểu đồ và cùng nhau đưa ra một kết luận cho nên kết luận đó dễ trở thành sự thật và thật ra khi mà chúng ta nhìn vào mặt tâm lý thị trường thì các bạn cũng thấy là rất dễ hiểu tại sao mà 6.000 đô có thể là một vùng rất khó phá vì khi mà Bitcoin đi hàng ngang trong thời gian dài thì lúc đó nhiều người cho là 6.000 đô đã là đáy nhưng mà cuối cùng các bạn thấy đó không phải là sự thật nhưng mà thời điểm đó nhiều người cho 6.000 đô đã là cái mức thấp nhất của đồng Bitcoin và nhiều người mua ở thời điểm đó. Và sau khi mà giá cả đi xuống đột ngột từ 6.000 đô xuống còn 3.000 đô Tại giờ thời điểm đó một số người đã bắt đầu bán đi Nhưng mà một số người còn lại chưa bán Thì có thể là chờ cho đến khi mà hoài vốn Như là đến khi mà giá cả trở về 6.000 đô Thì có số người đó lại bắt đầu lại xả hàng Bắt đầu lại bán đi để lấy lại vốn của mình Cho nên 6.000 đô về mặt tâm lý thị trường vẫn có thể là một vùng rất khó phá Và đương nhiên càng nhiều người tin 6.000 đô Là một vùng cản trở khá chắc chắn Khá mạnh Thì càng nhiều người có thể là bán trước cái giá 6.000 đô một chút Khiến cho cái giả thuyết này trở thành sự thật còn khi mà chúng ta nói về Golden Cross thì nhiều người hỏi bây giờ là có khả năng là hiện tượng Golden Cross đẩy giá Bitcoin qua khỏi cái vùng 6.000 đô này hay là không? Thì một lần nữa chúng ta nhìn vào giá cả trước đây khi mà hiện tượng Golden Cross xảy ra thì phản ứng như thế nào? Như chúng ta đã nói tới thì hiện tượng Golden Cross đã xảy ra vào tháng 10 năm 2015. Sau khi hiện tượng này xảy ra thì giá cả thực ra đã bị kéo trở về. Lúc đó các bạn thấy được là giá lên tính khoảng chừng là 500 đô sau đó lại bị kéo trở về là khoảng chừng 300 đô nghĩa là đã bị sụt gần như là 40 nhưng mà ở thời điểm đó cái đường màu xanh có nghĩa là cái đường giá trị trung bình trong vòng 50 ngày vừa qua chúng ta hiện bây giờ đang nhìn vào biểu đồ nến ngày ở trên sàn Bitstamp tại vì nếu như các bạn nhìn vào những biểu đồ khác như là Coinbase hay là Binance thì sẽ không có những dữ liệu trước đây các bạn thấy được là cái đường màu xanh là tiếp tục tăng trưởng và hỗ trợ giá cả sau đó các bạn thấy được là giá hồi phục lại cái mức là khoảng 500 đô và tiếp tục đi hàng ngang gần như là 4 tháng nhìn lại thì chúng ta có nên biết đây là một thời điểm rất tốt cho nhiều người tiếp tục tích lũy thêm Bitcoin và ngay sau đó các bạn thấy được là giá trị lại tiếp tục tăng lên và lên tới cái mức là 20.000 đô cuối năm 2017 thì nếu như thường chỉ nói là nếu như mà lịch sử lặp lại thì sẽ như thế nào thì nếu như mà chúng ta lấy cái giá là 3.000 đô và cái giá là tiếp tục đi lên tới cái mức là khoảng 6.000 đô và sau đó lại trả trở về cái phạm vi là khoảng chừng 3.000 cho đến 4.000 đô và lại hồi phục lại cái mức là khoảng 6.000 đô và đi hàng ngang trong vòng 3 tới 4 tháng thì nếu như mà lịch sử lặp lại thì có thể là cái vùng 6.000 đô là một cái vùng mà chúng ta phải ở lại trong thời gian vài tháng nhưng mà cũng là một vùng mà có thể là một vùng rất tốt để tiếp tục tích lũy thêm Bitcoin và Bitcoin giá cả có thể là không những là trả trở về cái mức là 20.000 đô mà có thể là hơn cái số đó rất nhiều nhiều người bây giờ đưa ra những con số chẩn đoán như là 50.000 đô, thậm chí là 100.000 đô trong vòng 2 năm tới đây. Cho mình thấy được là hiện bây giờ là tâm lý thị trường đã thay đổi rất nhiều. Trước đây chỉ có vài tháng, nhiều người vẫn tiếp tục rất là chán nản về thị trường này. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là giới truyền thông không những là những trang web liên quan đến crypto mà ngay cả các bạn thấy được là những cái trang web liên quan tới tài chính truyền thống cũng đã bắt đầu tiếp tục nói về Bitcoin và giá cả tương lai và một số lại tiếp tục đưa ra những chứng nói giá rất cao sau này. Và thuận cách đây một thời gian có làm một video liên quan tới Bitcoin có thể đạt được 55.000 đô hay là không. Những mà nào con thú thì link video sẽ nằm ở phía trên video này. Thì nhiều người bây giờ nhìn vào biểu đồ tâm lý thị trường và nghĩ là chúng ta đang ở trong thời kỳ nghi ngờ Nghĩa là đây có thể là một cái sự hồi phục thật nhưng mà nhiều người vẫn chưa tin cho đến khi đã quá muộn thì các bạn nghĩ sao các bạn có nghĩ là chúng ta đang ở trong thời điểm nghi ngờ hay là không Thực ra thì lịch sử không hẳn là sẽ lặp lại thị trường hiện bây giờ có rất nhiều điều khác so với năm 2015 như là hệ sinh thái công nghệ và cộng đồng cả ba điều này đều tăng trưởng rất nhiều từ năm 2015 nhưng mà có một điều không khác là tâm lý các nhà đầu tư và tâm lý các trader phần đông vẫn mua khi mà giá cao và lại bán khi mà giá thấp cho nên dẫn tới việc là bong bóng tài chính hình thành và lại bị phá vỡ và đây là điều đã xảy ra với thị trường Bitcoin rất nhiều lần trước đây. Một số người thuận nghĩ là thích tạo ra tên tuổi bằng cách là đón đáy hay là đón đỉnh, giá là bao nhiêu. Nhưng mà Thuận thì đầu tư lâu dài cho nên cũng không quan tâm nhiều đến cái giá cả hiện tại. Đối với Thuận, nếu như Bitcoin có thể đạt được cái mức là 100.000 đô sau này thì mua ở mức 5.000 đô hay là 4.000 đô thì cũng không có nhiều sự khác biệt. Thuận các bạn không nên biết là vẫn tiếp tục trung bình giá Và đây là tất cả những điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Các bạn có cảm nghĩ gì về đề tài này hãy comment ở phía dưới Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn